Xin chào các bạn. Hôm nay sinh nhật có Kim. Giờ Kim sẽ mở quà của các bạn. Món quà này của ai vậy ta? Ồ, món quà này của Hà Lam. Nè, Hà Lam tặng cái này cho mình nè. Cảm ơn Hà Lam. Đây mấy bạn, bạn Long tặng cho mình bút bê. Cảm ơn bạn Long. Giờ mình mở quà tiếp theo nào. Quà này của bạn Khánh Nhi. Mình sẽ mở quà. Mấy bạn tặng cho mình quá trời đồ chơi. Cảm ơn các bạn. Bye bye.